Một vụ tai nạn xe kỳ lạ mở màn bộ phim. Nếu nhát gan thì mau tìm người xem cùng bạn đi. Mấy giây trước vụ tai nạn, Ôn Hy đang đi dạo trên đường, bỗng cảm thấy có cơn gió lạnh lẽo thổi từ sau lưng đến. Thảm kịch xảy ra đột ngột như vậy, cô bị dọa ngây người. Nhưng vào lúc này, cái thứ này động đậy, cô liền rơi vào hôn mê. Cô là Ôn Hy, là một cô giáo mới đến nhậm chức ở trường trung học. Từ khi cô đến ngôi trường, những chuyện ma quái xảy ra không ngừng. Ngày đầu tiên đi làm, cô phát hiện tủ để đồ ở hành lang bị chuyển đi, lộ ra một căn phòng bí mật. Sau đó cô vừa liếc nhìn, liền nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Cô hét lên khiến cô học sinh nghèo Ha Giang đi ra. Hai người chưa kịp nói gì, ánh mắt của cô Ôn Hy đã bị cảnh ngoài cửa sổ thu hút. Cô cầm ô ra hỏi nguyên nhân, kết quả đối phương không nói lời nào, quay đầu bỏ đi. Ôn Hy đi theo đến thư viện, nhưng vừa ngước đầu lên, người kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Vừa rồi có ai vào đây không? Sau đó, bọn họ vừa bước ra ngoài, bóng ma đó lại tác quái, sách bỗng dưng rơi xuống. Bàn tự chuyển động, bầu không khí đông cứng lại trong phút chốc. Trên giá sách còn xuất hiện thêm một bàn tay. Cô gái bị dọa cho hồn phi phách tán, mà Ôn Hy ở bên kia cũng không thoát khỏi. Nhìn thấy tay nắm cửa cũ, những mảnh ký ức cũ lại hiện về trong đầu cô. Nếu cô không đoán nhầm, thứ này đến từ chính căn phòng bí mật kia. Cô mang nặng tâm sự quay lại trường học, kết quả ngoài dự liệu, sao phòng nhỏ đó lại là một nhà vệ sinh hoang tàn. Không biết Ha Giang làm gì mà cũng ở đây. Trong lúc trò chuyện, trong gương thoáng qua bóng ma, Ôn Hy thức được không ổn, kéo lấy Ha Giang quyết đoán rời khỏi. Nhưng bóng ma theo sát như hình với bóng, ánh mắt tai oán này giống như muốn nói, mau nộp mạng cho ta. Ôn Hy ngã ra đất, sau đó bình tĩnh lại, không thấy bóng ma đâu nữa, trên đất chỉ còn lại một cái nắm cửa rỉ sét. Ha Giang mặt ngơ ngác không hiểu gì, lẽ nào nãy giờ tất cả chỉ là ảo giác? Ôn Hy vừa tỉnh dậy trên giường, liền cảm thấy sau lưng sai sai, gió âm lạnh buốt, cô bị dọa vội đẩy cửa chạy ra. Không phải tôi, tha cho tôi đi. Nhưng thứ không sạch sẽ trong nhà vẫn không ngừng đập cửa, dùng hết sức mà đập. Ôn Hy nhanh chóng ngã ra hôn mê. Khi tỉnh lại, bác sĩ nói áp lực tinh thần của cô quá lớn rồi, chăm xem review phim của kênh tôi là khỏi thôi. Nói ra thì dễ, nhưng mấy năm nay cô vẫn bị ác mộng quấn thân, bóng ma áo trắng theo cô như hình với bóng. Ôn Hy biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến ký ức bị mất của cô thời cấp 3, nên mới quay lại trường cũ nhận chức, định tìm hiểu rõ ngọn ngành. Và lúc Ôn Hy đau đầu suy nghĩ, nữ sinh Ha Giang đến cửa kể khổ. Cô bị thầy chủ nhiệm quấy rối, nhưng thầy chủ nhiệm lại tố ngược lại là Ha Giang tự mình đa tình, sau khi bị anh ta từ chối nên muốn báo thù. Vừa nói xong, cô hiệu trưởng và mọi người có mặt đều chọn tin anh ta, chỉ có Ôn Hy cảm thấy chuyện này không đơn giản. Người người truyền tai nhau trong nhà vệ sinh có ma, nhưng Ha Giang không kiêng nể gì. Mọi người đều khen thầy chủ nhiệm đẹp trai lịch sự, còn Ha Giang chỉ nói bậy bạ bôi nhọ thôi. Mọi chuyện khác thường chắc chắn có người bày trò. Đúng vậy, khi gặp riêng Ha Giang, thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Tôi không hề quấy rối các em, bất kể là lúc đó hay bây giờ. Chó chết. Hóa ra, trước giờ anh ta luôn lấy cớ kèm thêm, mời học sinh nữ đến nhà làm khách, rồi lại dùng hình ảnh uy hiếp các cô không được báo cảnh sát. Ha Giang và bạn thân của cô đều bị làm nhục. Sau đó, bạn cô không chịu được nỗi nhục đã treo cổ ở nhà vệ sinh. Ha Giang không thể chịu được tên khốn kiếp này, nên muốn báo thù cho mình và bạn thân. Mà lúc này, sắp có một người bạn nữa bị vấy bẩn. May mà vào lúc nguy cấp này, chuông cửa vang lên. Bị bắt ngay tại trận, vẻ mặt anh ta hèn hạ nói, là con bé tự nguyện đến nhà tôi. Giải quyết êm đẹp đi, làm lớn chuyện này không có lợi ích gì đâu. Nghe thấy hắn nói vậy, Ôn Hy không nhịn được nữa. Sau đó, vào giây phút quan trọng, cô học sinh bên cạnh khuyên ngăn được Ôn Hy, vì loại khốn nạn này mà làm bẩn tay không đáng đâu. Đáng tiếc là bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi. Hiệu trưởng biết chuyện này chỉ có một câu, ngậm chặt miệng, đừng làm to chuyện, danh tiếng của trường là quan trọng nhất. Mau giao máy tính bảng ra đây. Đây là lời mà con người nói sao? Bóng ma nghe mà cũng tức theo. Vậy nên đêm đó liền tác quái, hiệu trưởng gặp báo ứng rồi. Cùng lúc đó, Ôn Hy bị ác mộng đeo bám, cuối cùng cũng nhớ ra những mảnh ký ức vụn vặt. 20 năm trước bạn thân của cô cũng bị xâm hại trong nhà vệ sinh. Vì để báo thù cho người bạn đã mất, Ha Giang quyết định tự tay tiêu diệt tên chủ nhiệm. Cô lấy lý do tìm điện thoại, lừa anh ta vào nhà vệ sinh. Sau đó rút ra súng điện tự vệ. Thực lực cách xa, Ha Giang hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. May mà Ôn Hy đi qua nghe thấy tiếng động liền chạy đến giúp. Ha Giang, mau tỉnh lại. Vậy mà đúng lúc này, tên khốn kia quay lại, rút ra một sợi dây thừng, hung ác siết chặt cổ Ôn Hy. Ôn Hy thoát chết vùng dậy, vừa lấy tấm bàn phím đánh lại, một phát, hai phát, ép nhốt anh ta vào trong căn phòng. Tên khốn vừa rồi còn to mồm, nhìn thấy vết bẩn nhơ nhớp dưới chân mình, liền bị dọa đái ra quần.
anh ta nhảy ra ngoài căn phòng, một lần nữa ra tay với Un Hee. Và lúc sống chết, cô nhanh trí nói, dừng tay, tôi giao máy tính bảng cho anh. Vì để lấy lại bằng chứng phạm tội, anh ta leo lên tầng thượng, dường như không phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần. Và lúc anh ta đang tìm máy tính bảng, Un Hee cầm theo tay nắm cửa im lặng đến gần. Nhìn thấy cô làm như này, rồi lại như này. Anh ta chết rồi. Hôm sau, cảnh sát đến nơi, liền tìm được 3 thi thể. Ngoại trừ tên chủ nhiệm và hiệu trưởng bị nhốt trong tủ, trên trần nhà còn có một thi thể nam không rõ tên. Un Hee là người bị tình nghi, được đưa về đồn cảnh sát. Cô thừa nhận mình ngộ sát thầy chủ nhiệm. Còn hai thi thể kia đều là kiệt tác của bạn thân cô. 20 năm trước, Un Hee và bạn thân nhau như chị em ruột. Mỗi ngày tan học đều học hát với nhau. Đến một ngày, hai binh lính đột nhập vào trường. Bọn họ muốn chạy nhưng tên lính không từ bỏ. Không còn cách nào, Un Hee trốn trong phòng học thoát được. Nhưng bạn cô trốn trong nhà vệ sinh bị phát hiện mất rồi. Tên lính tàn ác không để ý đến lời cầu xin, 3 phút sau nghênh ngang rời khỏi trường học. Hôm sau trường học biết chuyện, thế mà lại ép bạn cô ngậm miệng. Đều là do mày sai, biết chưa? Không có chuyện gì xảy ra ở trường cả. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cô muốn báo thù. Nghe xong câu chuyện của Un Hee, bác sĩ đưa ra một kết luận làm người nghe kinh ngạc. Hoàn toàn không có bóng ma, là cô bị tâm thần phân liệt. Người năm đó bị hại không phải bạn cô, mà là cô. Sau cơn kinh hãi, cô đã chọn quên đi ký ức kia, từ đó bị tâm thần phân liệt. Cô giết tên thầy chủ nhiệm, xử lý cô hiệu trưởng vô trách nhiệm, càng vì uất hận nên giết một binh lính để trút giận. Còn bạn cô năm đó cũng không trốn thoát được, bị bọn lính bắt đi, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Mà phía sau cuộc báo thù kỳ lạ này là một bi kịch làm người ta đau lòng. Sự tàn bạo của kẻ xấu, trường học vô tình đã gây ra tai họa. Được rồi, hành lang thì thầm 6 đến đây là hết.